Rồi cái này lại tiếp tục nha cô chú anh chị. Chào quý vị nha. Đó đây là anh Sơn nha. Anh Sơn đẹp trai đấy. Anh Sơn làm một phần nào cũng có anh Sơn hết á. Anh Sơn là đầu câu chuyện nha cô chú anh chị. Anh Sơn là đầu câu chuyện. Anh Sơn vui vẻ. Em bây giờ em cột cái ở đây nó có cái cây xài của chú anh chị ơi. Em cắm chân quay kia nó xa quá. Em không thể nào giờ để được. Em mới để cột trên cây xoài luôn cho nó gần cảnh đó, cho cô chú chị xem đó, cho nó rõ hơn á, thấy gần cảnh cá rồi nha cô chú chị. Đây toàn là cá tra đủ loại hết nha. Điều với cá tra lớn nhỏ, có nhỏ quá thả ra bắt từ cái hai lên nha cô chú chị.
giác vàng ở đâu rồi? Mắc à? Thế nào giác này chua nhỏ mắc gì á? Có đôi giác bị một lúc nào cũng trong người mà đâu à? Từ từ đó. Rồi cái này em tạm ngưng máy của chú chị, em trả cọc dèo rồi.